Kính chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị thân mến, vào chiều tối ngày hôm qua, bão số 2 với sức gió khủng khiếp lên đến 290 km/h đã áp sát và uy hiếp trực tiếp các thành phố Thanh Đào, làm cho nơi này trở thành ngày tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay. Bão tấn công bồi thêm vòi rồng di chuyển qua đã làm cho nhiều người bị cuốn bay theo gió. Hàng trăm mái nhà, tường bao bị gió thổi bay, cây cối ngã đổ. Hàng chục tàu thuyền đang neo đậu tại cảng này cũng bị sóng to, gió lớn đánh chìm, cùng bị ảnh hưởng trực tiếp tại các vùng ven biển của tỉnh Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang và toàn bộ khu vực phía Đông Trung Quốc cũng ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão. Đặc biệt tại các thành phố Thanh Đảo, Hàng Châu, Nam Kinh và Tế Nam đã hứng chịu cơn bão gây ra những trận mưa rất lớn, khiến toàn bộ khu vực bị ngập lụt và đã nhấn chìm các thành phố trong biển nước. Với sức gió khủng khiếp 290 km/h đã thổi bay cây cối, nhà cửa sập đổ ngổn ngang, xe cộ bị dòng nước lũ cuốn trôi lềnh bềnh. Do sức gió quá mạnh đã làm cho đứt dây điện trong thành phố, gây nên tình trạng mất điện trên diện rộng. Còn tại một số khu vực khác như thành phố Lâm Nghi, đến nay tình trạng mất điện vẫn chưa được khắc phục, khiến người dân phải sống trong bóng tối. Với những ngày mưa bão đang ở đỉnh điểm, nhiều người dân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội cầu cứu xin tiếp tế lương thực để chống đói vì họ không thể nấu ăn và không đi ra ngoài được. Riêng tại thành phố Thanh Đảo, nơi tiếp giáp với biển, đã khiến nhiều tòa nhà trong thành phố bị sập móng và đổ sập ngổn ngang. Hiện nay, lực lượng cứu hộ không thể đi đến nơi hiện trường để cứu giúp người dân vì sức gió đang rất khủng khiếp, có thể cuốn bay các phương tiện và những chiếc ô tô. Cơn bão đổ bộ, nhưng những gì nó gây ra là quá khủng khiếp và tàn khốc. Theo thông tin có được từ người dân đối với cơ quan ứng phó khẩn cấp Trung Quốc, cơn bão đã cướp đi gần 2.000 người và khiến khoảng 3.200 người khác bị thương nặng hoặc mất tích. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, hiện nay có khoảng 1.000 chuyến bay lớn vào ngày hôm nay và tất cả đã bị hủy cho đến khi có thông báo mới. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã chỉ ra rằng, tính đến sáng ngày hôm nay, tâm bão số 2 đang nằm tại khu vực ven biển tỉnh Sơn Đông, chỉ khoảng 80 km về phía đông nam. Sức gió kinh hoàng gần tâm bão lên 68 m/s. Những ngày qua, Trung Quốc đã xảy ra những thảm họa của thiên tai như bão, lũ, mưa đá và núi lửa phun trào. Đến nay, bão số 2 vẫn đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung Quốc đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp từ 20 giờ tối ngày hôm trước đến sáng ngày hôm qua ở phía Bắc Chiết Giang, Thanh Đảo, phía Nam Giang Tô, phía Nam An Huy sẽ có sức gió lên đến 150 km/h và trời sẽ có lượng mưa to đến rất to. Theo thống kê của mạng lưới khí tượng Trung Quốc cho hay, tính đến sáng ngày hôm qua, tỉnh Giang Tô và Thanh Đảo đã phát đi lời cảnh báo lần lượt là 229 và 296. Hiện nay, cơ quan khí tượng tỉnh Chiết Giang cũng đã điều chỉnh cảnh báo thảm họa khí tượng lớn từ cấp 2 lên cấp 1, cấp cao nhất tại mức thang cảnh báo tại Trung Quốc. Trên thực tế, vào cùng ngày, một số khu vực Tô Châu, Giang Đông, Thanh Đảo và phía đông nam Giang Tô đã chịu ảnh hưởng cơn bão với sức gió rất mạnh, gây ra mưa lớn và ngập úng nhiều nơi. Tại thành phố Hàng Châu, Ninh Ba liên tiếp có mưa rất lớn, trong đó tại thôn Đông Sơn, thị trấn Tiến Hòa, thành phố Hàng Châu có lượng mưa tích lũy vượt quá 300 mm trong 12 giờ. Nhiều thôn trong khu vực đã bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nơi ở thành phố Ninh Ba cũng gặp phải tình trạng tương tự. Mặc dù chưa có con số thống kê chính xác, nhưng với con số thiệt hại được người dân báo cáo là quá khủng khiếp. Vì trong tình trạng mưa bão vẫn đang diễn ra như hiện nay và còn tiếp tục trong những ngày tới thì chưa thể nói trước được điều gì. Đến nay, các thành phố tại các tỉnh phía Đông đã đưa ra cảnh báo màu đỏ về mưa bão. Trong số đó, thành phố Thanh Đảo và Nam Kinh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đường phố giống như một vùng biển mênh mông, nhiều ô tô trôi nổi trên đường phố. Ngoài ra, cơn bão số 2 dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền ở các tỉnh duyên hải miền Trung Trung Quốc vào đêm nay và sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất ở vùng Đông Bắc. Cũng vào sáng nay, thì tờ báo địa phương vừa truyền tải một bản tin hết sức đặc biệt. Đó là do ảnh hưởng cơn bão số 2, gió đã cuốn bay một trụ sở ủy ban tại thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, khiến toàn bộ cơ sở vật chất trong tòa nhà 5 tầng bị đổ nát. Sau đó, cơn gió lại lật bay tứ tung mọi thứ trong tòa nhà. Đến nay, các nhà chức trách tại địa phương này chưa đưa ra những lời bình luận hay thắc mắc nào.
Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 2 cũng đã gây ra mưa lớn tại các thành phố Ninh Ba, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đều trong tình trạng tương tự và gây ra mưa lũ. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các khu vực thành phố giáp biển thì lượng nước ngọt tại đây đã có hiện tượng xâm nhập mặn và nguồn nước này đã khiến cho người dân không thể sử dụng được. Cũng vào sáng ngày hôm nay, các giới chức địa phương và sân bay Thanh Đảo đã ra thông báo hủy tất cả các chuyến bay ra vào Hàng Châu. Giới chức chính quyền và cơ quan khí tượng Trung Quốc dự kiến cơn bão số 2 sẽ tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền và tỉnh Hà Nam, sau đó sẽ hướng về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km/h. Trong khi đó, theo báo cáo của sân bay quốc tế Tiêu Sơn tại Hàng Châu, còn vào ngày hôm qua do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều hãng hàng không lớn đã liên tiếp phải cho ngưng toàn bộ các chuyến bay ra vào sân bay Hàng Châu và các khu vực lân cận. Trong bối cảnh thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hà Nam nằm ở miền Trung Trung Quốc vẫn đang phải gánh chịu những trận mưa lũ trong những ngày vừa qua và được xem là mức kỷ lục trong nhiều thập niên qua. Trận mưa đã khiến cho hàng nghìn người thương vong và mất tích. Mọi thứ tại thành phố này chưa được khắc phục thì cơn bão số 2 lại ập đến. Không biết thiên nhiên gửi đến lời nhắn nhủ gì tới chính quyền Bắc Kinh qua những trận mưa bão khủng khiếp này. Đợt mưa lũ được nhận định nghìn năm có một ở Vĩnh Châu, tỉnh Hà Nam đã ảnh hưởng tới hơn 31,8 triệu người và thiệt hại kinh tế lên khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, một số tiền không hề nhỏ. Theo truyền thông Trung Quốc, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 tại bán đảo Sơn Đông và những nơi khác sẽ có mưa to đến rất to, Thanh Đảo, Triều Viễn, Lai Tây, Yên Đài và một số nơi đã phát tín hiệu cảnh báo màu đỏ đối với mưa bão. Hầu hết các danh lam thắng cảnh tạm thời phải đóng cửa, trường học phải tạm nghỉ, giao thông đường bộ gần như tê liệt, nhiều chuyến tàu bị hoãn hoặc tạm dừng. Đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy toàn bộ Thanh Đảo đã trở thành một đại dương bao la. Cư dân quận Nguyên Trang ở Thanh Đảo phải phá tường để xả nước, thậm chí sân bay Thanh Đảo cũng thành nơi cắm biển khi nước tích tụ khoảng 50 cm. Trong khi Thanh Đảo bị ngập lụt thì truyền thông của chính quyền Trung Quốc đã làm một video chế nhạo hệ thống cống rãnh do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm, khiến cư dân mạng phàn nàn. Thật là nực cười, đất nước hùng mạnh như vậy lại đi hy vọng vào hệ thống thoát nước do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm, rằng sẽ không bị ngập lụt. Trước trận lụt thứ 3 đổ bộ trên sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đã tiếp tục xả lũ giảm ở mức 37% để đảm bảo đủ sức chứa và giữ an toàn cho vùng trung lưu hạ lưu của con sông. Vùng thượng lưu sông Trường Giang đang hứng chịu trận lũ thứ 3 trong năm nay do mực nước sông dâng cao khiến lượng nước đổ dồn về đập Tam Hiệp đạt mức kỷ lục. Con đập nổi tiếng thế giới cũng phải đêm ngày để mà việc xả lũ có thể giữ mực nước quan sát thủy văn lớn ở hạ lưu trong phạm vi an toàn. Gao Yule, kỹ sư cấp cao của đập Tam Hiệp đã nói với SCMP và cho biết thêm, việc xả lũ cũng có thể giảm bớt lũ lụt và giảm bớt áp lực đối với vùng trung lưu hạ lưu của sông Trường Giang. Cho đến nay, mưa bão đã gây ra thiệt hại kinh tế lên tới 5,8 tỷ nhân dân tệ ở tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Đạt Châu, tỉnh Thái Xuyên đã ban hành cảnh báo mưa bão mức cao nhất vào ngày hôm trước. Do hai con sông lớn chảy qua khu vực có thể gây ra lũ quét và lũ lụt, khu vực phía Tây Nam Bắc Kinh và trung tâm Hà Bắc đã hứng chịu những trận mưa như chút nước với lượng mưa lên đến 380 mm, đồng thời xảy ra dông bão và gió mạnh. Riêng tại thủ đô Bắc Kinh, lượng mưa đo được 477,6 mm vào trưa ngày hôm trước khiến hơn 700 chuyến bay bị hủy và sinh viên học sinh cũng phải ở nhà. Bắc Kinh nhiều lần phải phát cảnh báo mưa bão, lũ lụt và gió lớn cho cư dân địa phương. Từ chiều 2 ngày trước đó, các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học bị tạm dừng hoạt động. Và ngày hôm qua, chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng đề nghị nhân viên các công ty nên làm việc tại nhà. Bắc Kinh còn đóng cửa nhiều địa điểm du lịch, ban hành cảnh báo khẩn cấp về lượng mưa lớn nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác đến tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hà Bắc và Bắc Kinh để hỗ trợ chính quyền địa phương đối phó với lũ lụt. Theo hãng tin Phương Đông, khi tình hình mưa lớn tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, từ nay đến cuối tháng 3, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều trận mưa to đến rất to và nhiều khả năng sạt lở, lũ quét, vòi rồng, động đất, sóng thần sẽ còn xuất hiện ở nhiều nơi. Tờ báo Phương Đông cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý Giao thông Đô thị của Bắc Kinh đã kích hoạt kế hoạch phản ứng khẩn cấp, cử nhân viên đến nạo vét một số hố thoát nước ở tất cả các tỉnh và thành phố. Mưa lớn còn tấn công nhiều thành phố khác giữa Hà Bắc, Giang Đông và làm cho các tỉnh thành này bị ngập chìm trong biển nước lũ. Tại Bắc Kinh, các nhà chức trách khuyên người dân nên ở trong nhà và tránh trú ở nơi cao bởi vì quảng trường Thiên An Môn hiện tại đã bị nước ngập tới 2 mét. Nhiều căn nhà cao tầng cũng đã bị ngập tới nóc và khuyến cáo người dân hãy hết sức cẩn trọng.
Quý vị thân mến, dưới tác động của nước lũ, sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc và thứ ba thế giới, là sông Gia Lăng, khu vực đô thị chính của Trùng Khánh đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Ngay ở Thống Thang, cách quảng trường Thiên An Môn của thành phố Trùng Khánh vài km, mực nước ở đây đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1939, tức sau gần 100 năm. Giờ đây, người dân Trung Quốc mới chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Rất nhiều người dân phải thốt lên rằng cả đời họ chưa bao giờ chứng kiến lũ lụt khủng khiếp đến như vậy. Đây chính là vận đen lịch sử của người dân Trung Quốc. Nhiều người khác lại cho rằng ông trời đang trừng phạt Trung Quốc, không biết chính quyền Trung Quốc đã gieo rắc những tội ác gì mà ông trời lại ngày đêm trút hàng triệu tấn nước đến như vậy. Thiên tai khủng khiếp đến như thế, nhưng cách ứng phó của chính quyền khiến dân chúng vô cùng căm phẫn. Ông Hoàng, một người dân địa phương kể lại rằng khi thiên tai mới phát sinh, truyền thông nhà nước của Hoa Lục có báo cáo một chút mọi người cũng liên tục quan tâm. Bây giờ chỉ cần không phải là nạn nhân hoặc người thân từng trải qua thiên tai, về cơ bản khó có thể hiểu được tình hình cụ thể của thảm họa. Ông có thể nói, ngăn chặn lan truyền tin tức ra bên ngoài, chính quyền địa phương để lấy cớ duy trì ổn định, chỉ làm việc với từng nạn nhân cụ thể. Rất khó để biết số tiền bồi thường cụ thể hoặc tình trạng tái định cư, ngoại trừ các nạn nhân hoặc người thân của họ. Khi ông đăng tình hình thực tế lên Internet, nhiều nội dung trên WeChat trong Weibo đều bị chặn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.